Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận thuận lợi nguồn vốn vay ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Hà đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong triển khai công tác giảm nghèo. Gia đình anh Giàng Xeo Dung, thôn Sân Bay, xã Thái Giang Phố, mới tách hộ từ đầu năm 2019. Đang loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế, gia đình anh được xã hướng dẫn làm thủ tục vay 50 triệu đồng, nguồn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có vốn trong tay, lại năng động trong sản xuất kinh doanh, gia đình anh Dung đã mua trâu về vỗ béo. Đến nay, gia đình anh đã có lãi hơn 20 triệu đồng từ nuôi trâu và dành số tiền này để tiếp tục kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại chợ phiên hàng tuần. Nếu là bên Ngân hàng Chính sách nó có nguồn vốn đấy thì mình cũng muốn vay thêm để mình mua thêm một hai con nữa để bó mình vỗ để kinh tế gia đình mình vươn lên. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Hà luôn đồng hành tạo niềm tin cho người nghèo và các gia đình chính sách để khách hàng có vốn nhanh nhất, đầu tư hiệu quả nhất trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2019, tổng doanh số cho vay đạt hơn 86 tỷ đồng trên 1.772 lượt khách hàng, chủ yếu là hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Trong năm 2019, Bắc Hà đã giảm được hơn 1.000 hộ nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 19%. Đặc biệt từ nguồn vay ưu đãi này, nhân dân ở nhiều địa phương vùng khó khăn của huyện đã có sự vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Chúng tôi đã đưa hoạt động của ngân hàng về giao dịch tại các xã, thị trấn vào ngày cố định hàng tháng để chính sách tín dụng ưu đãi được phục vụ tận nơi và tiết kiệm chi phí cho bà con nhân dân. Sau giao dịch thì làm tốt công tác giao ban, từ đó tuyên truyền về vốn tín dụng chính sách và đánh giá kết quả cũng như tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, đề ra nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện với khẩu hiệu thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ. Thì khi các cái hộ có nguồn vốn vay thì sau khi vay thì xã cũng đã chỉ đạo các cái tổ chức đoàn thể là kiểm tra cái mục đích sử dụng vốn vay sau 30 ngày đối với các hộ gia đình được giải ngân vốn vay, và sau những cái kết quả kiểm tra đấy thì chúng tôi thấy rằng là cái mục đích sử dụng của bà con nhân dân là đúng mục đích, lại mua trâu sinh sản và mua ngựa thú cũng như là để áp dụng cái vào sản xuất để xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân. Và từ khi có các cái nguồn vốn vay tới bà con nhân dân thì thấy được rằng cái cuộc sống của bà con nhân dân là được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động với mục tiêu luôn đồng hành cùng địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên vùng cao Bắc Hà.